Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Võ Hoàng Phúc, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn cũng biết, việc tập luyện cũng như chạy bộ là hoạt động giúp rèn luyện sức khỏe, gia tăng sức bền cho hệ cơ xương khớp cũng như hệ tim phổi của chúng ta, là hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để tập luyện cũng như chạy bộ được an toàn, phòng tránh chấn thương cũng như một số vấn đề sức khỏe khác, trong lúc chạy bộ chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau. Trước khi chạy, chúng ta không nên chạy khi chúng ta cảm thấy không quá khỏe. Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái và mang giày thích hợp, uống đủ nước, trung bình là khoảng 250 đến 500 ml trước khi chạy bộ, ít nhất là 30 phút đến 1 giờ. Một số loại nước chúng ta có thể sử dụng bao gồm nước điện giải, các loại nước chuyên dùng dành cho thể thao. Ăn nhẹ trước khi chạy bộ, chúng ta có thể ăn mẫu bánh, bánh quy, sữa chua hay là quả chuối, tránh ăn quá no. Bữa ăn chính nên cách trước khi chạy bộ ít nhất là 2 giờ và phải đảm bảo những cái thuốc điều trị chuẩn cần thiết hàng ngày của chúng ta và không nên ngưng thuốc. Phải khởi động thật kỹ trước khi chạy bộ để phòng tránh chấn thương. Và buổi chạy bộ nên bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn khởi động, giai đoạn chính thức và giai đoạn làm nguội để giảm dần cường độ, giúp cho cơ thể của bạn trở lại bình thường trước khi chạy bộ. Trong lúc chạy chúng ta cần lưu ý bổ sung thêm nước, trung bình là khoảng 250ml cho mỗi 10 đến 15 phút. Bổ sung thêm năng lượng, chúng ta có thể ăn thêm một mẩu bánh hoặc là sử dụng những cái loại nước chuyên dụng bổ sung carbon hydrate. Nếu trong lúc chạy chúng ta gặp một số vấn đề bất thường, chẳng hạn như đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở tăng dần, khó thở nhiều, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, căng cơ, đau nhức nhiều các khớp, thì chúng ta nên ngưng chạy, đi bộ thả lỏng và tham khảo bộ phận hỗ trợ y tế để được hướng dẫn. Sau khi kết thúc chạy, bạn nên đi bộ thả lỏng khoảng 5 tới 10 phút. Chúng ta nên bổ sung nước trung bình khoảng 250ml nước trong vòng 30 phút sau khi kết thúc chạy. Tránh tắm ngay, nên tắm sau khi kết thúc chạy ít nhất là 30 phút, và chúng ta có thể tập những bài tập thư giãn cơ. Hãy ghi nhớ những lưu ý này để đường chạy của các bạn thêm an toàn, tự tin chinh phục thử thách trên các cung đường nhé. Chúc các bạn thành công.